Chào mừng cả nhà đến với chương trình Vào Bếp Cùng Mẹ. Mình là Chánh Trần. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cả nhà mình làm cái món bồ câu nấu với lại sâm và thêm cái trà túi lọc lemon chamomile. Thì cái trà túi lọc mình có thể xài cái trà túi lọc nào cũng được, nhưng mà ở đây Chánh sẽ xài cái trà túi lọc nó có cái mùi xả một chút xíu. Mình bắt đầu với món gà hầm sâm với trà túi lọc. Thành phần nguyên liệu dùng để làm cái món này gồm có một con bồ câu khoảng chừng 200 đến 250 g, 4 tay nấm đông cô tươi. Mình sử dụng 4 cái gốc ngò rí, một chút xíu kỷ tử và 3 trái táo đỏ, hay còn gọi là trái táo tàu đó. Ở đây mình có muối, một chút xíu muối với lại cà rốt. Đây mình cố tình mình sử dụng cái con bồ câu nhỏ cho nên mình sẽ làm cái cà rốt baby luôn cho nó dễ thương. Ở đây mình có một chút xíu nước để mình có thể ngâm mình rửa táo. Và ở đây mình có cái củ sâm. Một cái củ sâm này á là nó cỡ dần khoảng 80g cho đến 85g. Sâm này là sâm bố chín nha cả nhà. Sâm bố chín thì nếu mà mình biết về cái sâm này đó thì mình sẽ biết là cái này là cái sản vật để mà tiến vua. Cái sâm này nó có nguồn gốc từ Quảng Bình, nó còn nó tên lại là nó sâm bố chín. Thì cái đặc sản ngày xưa họ dùng để tiến vua đó, có nghĩa là sản vật để mà họ dâng lên trên vua đó, họ sử dụng cái sâm này. Sâm này rất tốt. Theo những cái thông tin mà Chánh có được, cái sâm này nó cực kỳ tốt luôn á, thậm chí là nó có cả một số chất mà những cái sâm khác không thể có. Có một số cái vi khoáng mà những cái sâm khác không hề có. Mình có khoảng 85g một cái cây sâm như thế này. Mình cái sâm này là mình chưa có sơ chế nha. Còn hồi mình rửa sạch cái sâm này nhìn nó sẽ rất là đẹp. Và ở đây mình có 800ml nước dùng gà. Rồi, cuối cùng mình có ở đây là cái hộp trà túi lọc. Thì mình muốn xài trà túi lọc mà mùi gì mình xài, ở đây Chánh xài cái trà túi lọc nó có mùi xả một chút xíu, rất là thơm. Trước tiên á là cái khâu sơ chế củ sâm này. Rồi đây là cái củ sâm mà sau khi mà Chánh rửa sạch á, mình bẻ cái chân ra ha, và tách ra làm đôi như vậy, cắt cho nó gọn gọn lại. Còn cái củ này Chánh sẽ cắt lá nha. Mình sẽ có cái phần sâm. Tiếp theo Chánh sẽ xử lý cái phần táo này, Chánh ngâm cho nó sạch mấy cái bụi cát và kỷ tử, Chánh cũng cho ngâm luôn. 3 củ cà rốt mình bào nhẹ thôi. Đó, mình bào sơ sơ thôi. Chánh sẽ cắt cái gốc. Thì mình có nấm này, Chánh sẽ cắt cái chân nấm này nè, như thế này. Chim bồ câu này thì mình sẽ không xử lý gì hết, mà hồi mình chỉ bỏ vào trong nồi mình xài thôi. Chánh sẽ xắt cái gốc ngòi ra. Chánh có một gói trà túi lọc. Ở đây kỷ tử và nấm, sau khi mà mình đã ngâm cho nó hết cái bụi bẩn thì Chánh sẽ rửa sạch lại. Tất cả nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Ở đây mình có sâm nè, rồi mình có cà rốt, mình có gốc ngò rí. Đây là nấm đông cô tươi, một bịch trà túi lọc. Đây là táo tàu và kỷ tử mình cũng đã ngâm mình rửa sạch rồi. Còn cái phần bồ câu á mình sẽ không xử lý gì hết, mình chỉ bỏ vô mình hầm thôi. Muối và nước dùng. Bây giờ Chánh bắt đầu Chánh thao tác cho cả nhà mình coi. Rất là đơn giản, bây giờ Chánh chỉ cần cho con bồ câu vô trong này, mình đổ nước dùng vô. Nấm này mình có thể cắt tay như vậy cũng được nè. Cho vô, cho cà rốt vô, gốc ngò rí vô, táo và kỷ tử vô, sâm vào. Chánh sẽ cho một bịch trà vô. Cuối cùng mình sẽ nêm vô trong đây một chút xíu muối. Chính xác là mình sẽ nêm vô trong đây khoảng chừng 4-5g muối. Mình không có nêm đường nha. Mình bật bếp lên, mình để cho nó sôi. Bắt đầu tính từ lúc sôi thêm khoảng 30 phút nữa là cái món này của mình thành phẩm. Sau 30 phút mà mình hầm như vậy á thì cái bồ câu của mình với lại cái sâm của mình nó cũng đã chín hẳn và nó ra rất là nhiều chất bổ rồi. Cộng thêm cái trà của mình bây giờ nó tươm với cái mùi rất là thơm. Đó, mình lấy thành phẩm mình ra ha. Chánh sẽ vớt con bồ câu ra trước vô trong cái tô ha. Chánh vớt mấy cái rau củ với lại sâm. Ôi cái trà túi lọc này Chánh bỏ nè, Chánh không cần xài nữa. Cuối cùng là mình chỉ việc mình cho nước vô đây thôi, đổ vô cho nhanh nha. Cuối cùng là Chánh sẽ cho một chút xíu ngò rí lên trên này và một ít tiêu. Rồi vậy là Chánh đã hoàn thành cái món bồ câu nấu với lại sâm bố chín Quảng Bình. Thêm một chút xíu hương liệu của trà túi lọc vô nó sẽ làm cho cái món của mình nó lạ và nó sẽ rất là ngon, rất là thơm. Mời cả nhà mình thưởng thức món này và chúc các thí sinh mình nếu mà có thi cái món này thì mình phải làm thật là ngon nha.